Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi một thông tin sức khỏe của Đài phát thanh truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, trẻ bị mất nước và chất điện giải do tiêu chảy nôn hoặc sốt cần được bù dịch càng sớm càng tốt để tránh những hậu quả khôn lường là điều hết sức cần thiết. Trong đó, Oresol là dung dịch được lựa chọn hàng đầu. Tuy vậy, nếu Oresol pha sai tỷ lệ khiến dung dịch bị đặc quá có thể làm trẻ bị ngộ độc muối. Các loại dung dịch bù nước cho trẻ có ba loại dung dịch thường được dùng để bù nước cho trẻ khi cần thiết, đó là Oresol có chứa natri, kali, đường và nước. Dung dịch Ringer Lactase chứa natri, kali, natri carbonat, H2O và dung dịch natri carbonat. Trong đó, Oresol là loại thông dụng nhất do được pha thành dung dịch để cho trẻ uống. Hai loại còn lại là dung dịch để truyền tĩnh mạch khi thật sự cần thiết do bác sĩ điều trị chỉ định dùng. Việc bù dịch như thế nào cho dùng loại gì là do bác sĩ khám bệnh chỉ định. Nếu trẻ được khám bệnh khi sốt, tiêu chảy, nôn nhiều, bỏng nặng. Trong trường hợp trẻ còn uống tốt, thường bác sĩ sẽ chỉ định dùng Oresol. Tại sao trẻ có thể bị ngộ độc muối khi uống Oresol? Trẻ bị ngộ độc muối xảy ra khi uống phải dung dịch Oresol pha quá đặc. Oresol pha vào nước theo đúng quy định khi cho trẻ uống sẽ có tác dụng bù lượng muối, nước, đường đã mất nhưng nếu pha không đúng quy định sẽ càng gây rối loạn nước và chất điện giải, tình trạng tiêu chảy hoặc sốt hoặc nôn càng nặng hơn và trẻ có thể tử vong do mất chất điện giải, trụy tim mạch. Khi pha quá đặc, người lớn uống thấy mặn có thể nhổ ra ngay, nhưng với trẻ nhỏ vẫn uống bình thường. Vì mặn nên càng uống trẻ càng khát, và khát lại càng đòi uống và được cho uống dung dịch Orison nhiều hơn khiến trẻ rất dễ bị ngộ độc muối. Do lượng muối đi vào máu nhiều hơn bình thường, áp lực thẩm thấu của máu cao lên Nước từ trong tế bào đi ra ngoài nhiều hơn, vì thế màng tế bào sẽ bị teo lại, dẫn đến hiện tượng nhăn da, môi khô, mắt trũng. Niêm mạc lưỡi khô, nước tiểu ít, đặc biệt là sốt cao không rõ nguyên nhân, rối loạn nhịp thở, kèm theo các biểu hiện thần kinh nổi bật như rối loạn chi giác, kiểu ngủ gà xen kẽ với từng cơn kích thích vật vã, co giật, tăng phản xạ gân xương, nguy hiểm nhất là gây phù não cấp dẫn đến hôn mê. Nên làm gì khi trẻ ngộ độc muối? Khi dùng dung dịch Orison để bù nước và muối cho trẻ tiêu chảy, sốt, nếu thấy các dấu hiệu như vừa nêu, khát dữ dội, môi khô, mắt trũng, ngủ gà hoặc sốt cao giật, cần ngừng không cho trẻ uống thêm dung dịch Orison và nhanh chóng đưa trẻ đến bệnh viện gần nhất để cấp cứu vì trẻ có thể bị ngộ độc muối do uống dung dịch Orison pha đặc quá. Người nhà của trẻ hoặc cô nuôi dạy trẻ không nên cho trẻ uống tiếp dung dịch Orison khi trẻ khát, đòi uống bởi tính mạng của trẻ có thể bị đe dọa nếu tiếp tục cho uống Orison pha đặc quá. Cách pha đúng chuẩn dung dịch Orison Cần đọc kỹ hướng dẫn cách pha của gói thuốc về lượng nước phù hợp. Cụ thể, nếu gói Orison hướng dẫn pha với 200ml, cần pha đủ 200ml nước. Hướng dẫn pha với 500ml, phải pha đủ với 500ml nước hoặc pha 1000ml nước thì phải đủ 1000ml nước mới đạt nồng độ thẩm thấu phù hợp cho trẻ. Như vậy để pha đúng tỷ lệ cần phải có dụng cụ đo cốc thủy tinh 200 ml có chia vạch hoặc cốc thủy tinh 500 ml có chia vạch, tốt nhất là cốc 1000 ml có chia vạch. Nếu pha loãng quá, giá trị cung cấp chất điện giải sẽ kém đi, không có tác dụng bù nước và muối. Nếu pha đậm đặc với ít nước sẽ khiến trẻ ngộ độc muối, rất nguy hiểm đến tính mạng của trẻ. Lưu ý khi pha Orison, cần lưu ý là không được chia gói Orison ra làm nhiều phần. Làm như vậy sẽ làm xa lệch tỷ lệ các chất có trong gói thuốc Orison và khi uống Orison sẽ không có tác dụng chữa bệnh, bù nước và chất điện giải. Cần dùng nước đun sôi để nguội để pha sau khi khuấy tan hết hoàn toàn thuốc Orison trong nước rồi mới cho trẻ uống. Tuyệt đối không được pha thuốc với sữa, nước trái cây, không cho thêm đường hoặc các loại thuốc khác. Không pha Oresol với nước khoáng bởi vì trong các loại nước khoáng đã có sẵn thành phần muối làm xa lệch nồng độ của thuốc, sẽ làm giảm hiệu quả của thuốc hoặc tăng khả năng ngộ độc muối. Không nên dùng các thực phẩm chức năng bù nước điện giải thay thế Orison. Quý vị và các bạn thân mến, 9 loại vaccine phụ huynh cần biết để tiêm cho trẻ tới 12 tháng là chủ đề chính trong một thông tin sức khỏe ngày mai. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Chương trình hôm nay xin được khép lại tại đây. Thân ái chào tạm biệt.